Okay, hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của máy ảnh Lý Biêu nha. Và ngày hôm nay Lý Biêu sẽ hướng dẫn các bạn về chiếc máy này nha. Đây là chiếc máy kỹ thuật số Nikon Copex 3100. Đây là một trong những chiếc máy mà khá đáng yêu, hiện nay đang hot trên thị trường. Bạn nào mà sở hữu được những chiếc máy này cũng khá là thú vị nha, khá là may mắn á. Bạn tìm những mua những chiếc máy này cũng hơi khó đó. Ok, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng máy này nha. Đầu tiên để gắn thẻ nhớ thì các bạn đây nha. Cái máy này sử dụng thẻ nhớ là CF. Mình muốn gắn lấy cái thẻ nhớ ra thì mình lấy đây nè, nó có chốt này nè, mình đẩy này ra thì nhân ra nè ha. Đó. Thì các bạn mà mua máy bên mình á, mình luôn luôn hướng dẫn các bạn gắn thẻ nhớ á. Thì ví dụ như cái máy mình đã gắn sẵn xong, mình sẽ để hai cái mũi tên như thế này. Và khi các bạn gắn vào thì các bạn cứ cầm như thế này gắn vào là ok nha. Nếu mà các bạn quay đầu lại như thế này, các bạn gắn như thế này nó hơi cứng cứng thì các bạn đừng gắn nữa nha. Nếu mà chúng ta cố gắng nữa thì nó sẽ hư cái máy, lúc nào cũng vậy, máy này ha, tất cả các máy khác đều vậy nha. Do đó mình gắn vô là rất là nhẹ nhàng đây nè ha. Đó, ok ha, lấy ra nè. Đó, rất là nhẹ nhàng luôn. Thì khi mỗi lần mình gắn vô, mình cứ xỏ hai cái mũi tên như thế này, mình gắn vô là ok. Đó. Rồi pin cho máy thì nằm ở đây nha. Mình muốn tháo pin ra, mình ấn cái nút này, mình kéo ra. Đó. Máy này sẽ sử dụng là hai viên pin AA như thế này ha. Lưu ý với các bạn là các bạn nên sử dụng những viên pin sạc nha. Pin sạc là những viên pin khi mà mình hết pin rồi thì mình sẽ gắn vào một cái đế sạc để mình sạc nha. Nó như thế này. Thì mình chỉ tin tưởng vào những viên pin sạc thôi. Các bạn sẽ mua pin sạc hơi mắc tiền tí xíu nhưng mà mình sử dụng rất là lâu dài. Giống như là sạc điện thoại đó, mình xài hết, mình cắm vào sạc và ngày mai mình sẽ xài tiếp. Nó mình không cần phải tốn tiền mình mua pin nữa. Còn nếu mà các bạn mua những viên pin giá rẻ như thế này á, khoảng 5.000, 10.000 nhé. Ví dụ như 4 viên này mình mua 16.000 á, thì những viên pin này là đảm bảo không có đủ năng lượng cho máy hoạt động nha. Do đó lưu ý là các bạn nên mua những viên pin mắc tiền hoặc có thể là tìm những viên pin sạc nha. Rồi ok, thì khi mình đã có pin rồi mình sẽ gắn vào đây ha, dấu cộng và dấu trừ của pin mình gắn như thế này là đúng nha. Đó, sau đó mình đậy nắp lại. Và lưu ý các bạn là cái chỗ này nó dễ bị gãy lắm nha, cái chốt này nè. Thì khi mà mình mở nắp ra thì các bạn lưu ý là phải ấn cái này xuống và mình mở ra đàng hoàng. Nếu mà các bạn không khéo là sẽ bị gãy chốt này nha. Còn lúc mà đậy là cũng vậy nên mình sẽ đậy sát xuống như thế này nha, rất là nhẹ nhàng, rất là hợp lý luôn. Nếu các bạn nào không chú ý thì dễ dẫn đến hỏng máy nha các bạn. Rồi khi mình đã gắn pin xong thì mình bật cái này là mở nguồn nè. Đó. Khi mà mở nguồn thì máy nó sẽ xuất hiện cái tình hình như thế này ha. Và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn những cái thông tin trên đây. Rồi đầu tiên thì đây ha. Cái hình này nè, các bạn chú ý nghe cái hình này ha, cái hình này là chụp người vào ban đêm. Chụp người vào ban đêm nha. Mình gạt qua đây là chụp thể thao. Nó cái hình cái người chạy thể thao, tức là những cái trường hợp mà di chuyển, nói chung là giống như là vận động viên thể thao người ta đang di chuyển thì mình chụp nó. Ở đây là chụp phong cảnh nha. Chụp phong cảnh là nó áp dụng cái trường hợp là mình gọi là cái nút này gọi là chụp nhanh phong cảnh. Chụp nhanh phong cảnh sẽ áp dụng khi mà mình thích chụp phong cảnh nhiều hoặc là mình đang đi trên xe hay đang đi di chuyển gì đó mà mình muốn chụp phong cảnh đó, mình chuyển về chế độ này thì máy nó sẽ luôn luôn lấy nét về phong cảnh. Ở đây là chụp chân dung nha. Chụp chân dung mình thấy cái hình này giống như cái nửa người nè. Scene này là những cái chế độ chụp. Khi mình ấn nút scene này á thì bấm nút menu này nè, máy nó sẽ có cho mình những cái chức năng chụp khác. Mình bấm nút lên nút xuống này ha. Ví dụ ở đây mình nhìn thấy đây nó có nút mua xuống nè. Thì chữ party hoặc indoor này á, chữ party là chụp buổi tiệc tùng. Indoor là trong nhà. Mình ấn xuống này Beach and Snow là chụp ngoài bãi biển hoặc là chụp tiết. Sunset là mặt trời mọc. Dusk Down là mặt trời lặn. Night Landscape, night là ban đêm. Landscape là phong cảnh, là chụp phong cảnh vào ban đêm. Mình nhìn cái hình mình chú ý nha. Close up đó là chụp mặt rô, tức là chụp bông hoa, lá cành, những cái vật thể nhỏ nhỏ đó là close up. Museum đó, tức là giống như là chụp trong bảo tàng đó, những cái vật phẩm trưng bày trong bảo tàng đó các bạn. Firework là pháo hoa. Copy là giống như mình có một cái trang tài liệu A4 mình có mà chụp lại thì đây là copy. Backlight tức là chụp ngược sáng. Thì mình thích cái nào đó mình bấm đây, nó kêu nút set là bấm nút qua này, set nè ha. Đó. Và ví dụ như bây giờ mình thích, mình nói mình muốn chụp night landscape này, mình bấm nút qua này là nó sẽ chuyển qua night landscape cho mình. Đó là mình chụp như vậy. Mình chú ý là cái hình nó sẽ xuất hiện trên đây này nha. Rồi ví dụ mình bấm menu đây và cái hình close up là cái hình mà có bông hoa này, mình ấn nút set bên đây thì nó sẽ xuất hiện cái hình trên đây nè. Thì mỗi lần các bạn chú ý vào cái hình trên đây để các bạn nhớ cho nó chính xác nha. Rồi cái đó là chụp về scene. Ngoài ra máy nó có hai chức năng, là bên đây là chụp auto,
Các bạn chú ý là cái hình mà có cái màu xanh nè, cái máy chụp hình mà màu xanh đó, thì chức năng chụp auto là chụp tất cả các chức năng khác, mình muốn chụp low sub, chụp gì kia cũng được hết, là chế độ dễ nhất á. Chế độ M này là cũng là chụp auto nhưng mà nó sẽ cho mình chỉnh ở cho bên trong nhiều chút xíu. Thì chút xíu mình sẽ cho các bạn, mình sẽ hướng dẫn các bạn chỉnh trong đây nha. Thì nói chung là các bạn nào muốn chụp dễ thì chụp chế độ auto này là đơn giản nhất. Qua đây là quay phim nha. Cái hình này là quay phim. Setup là cài đặt cho máy. Thì chút xíu mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt những cái chức năng trong đây. Rồi đây là các cơ bản về các chức năng chụp. Cái nút này là zoom xa gần nha, ví dụ như mình muốn chụp cái tay mình là mình zoom xa gần lại nè. Bấm nút này. Xin lỗi các bạn, mình vừa bấm tắt rồi. Zoom xa gần nó ở đây nha. Đây là quay và tele ở đây nè, ví dụ như cái tay mình nè, mình tele là nó zoom gần lại nè. Mình đẩy xa ra nè. Đó là zoom zoom xa gần là chỗ này nha. Rồi. Thì ngay trong chỗ này á, là xem lại hình ảnh đã chụp, mình bấm ở đây nè, là xem lại hình ảnh đã chụp. Đây là những cái hình mình đã chụp nè, bấm nút qua nút lại nè nha. Rồi mình muốn xóa cái hình này, mình bấm vô ngay chỗ này, bấm nút xóa nè. Thì nó sẽ cho mình hỏi là mình Z Anno, mình chọn Z và bấm nút Set. Nút Set mà dấu qua đây nè ha. Đó là nó đang xóa rồi đó. Rồi mình muốn xóa tấm hình này nữa, mình bấm đây và mình nút Z nữa là được. Rồi cái này là mấy cái nút bên đây. Rồi ngoài ra cái máy này mình muốn trở về chế độ chụp á, mình bấm nút chụp này nè. Không, mình bấm nút play này lại thì nó sẽ chuyển qua chế độ chụp lại. Đây chế độ chụp này ha. Rồi cái máy này nó có cái nút đây là nút display, là cái màn hình. Mình thấy nó hai cái gạch này giống như cái màn hình á. Hiện nay các bạn để ý là trên cái màn hình này sẽ có những cái thông số. Rồi cái này là nó báo hết pin rồi các bạn. Để mình thay pin khác nha. Rồi mời các bạn tiếp tục nha. Thì ví dụ như các bạn nhìn trên cái màn hình này nó có những cái thông số nè, 34 này là số lần còn chụp được. Ví dụ cái thẻ nhớ này nó còn 34 là tắp nữa mình chụp được 34 lần nữa. Đây đèn LED, mấy cái thông số này nè, mình ấn nút này một cái nó bị tắt những cái thông số này. Mình ấn cái này nó tắt luôn cái màn hình này ha. Mình ấn cái này nữa thì nó sẽ xuất hiện là cái màn hình này. Đó mình cứ ấn liên tục như thế này nó sẽ tác động vào cái màn hình này như thế này nha. Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn nữa là đối với đèn LED thì khi mình chụp á, thì cái đèn LED nằm đây nè ha, mình ấn nút lên này á, thì nó sẽ có những cái chức năng chụp này, auto flash nè, auto LED, LED chống mắt đỏ, tắt đèn LED, luôn luôn mở LED. Đó mình cứ bấm lên lên xuống như thế này và các bạn sẽ thấy nha. Rồi tiếp theo là cái nút dưới này là chụp macro, bấm nhanh là mình bấm xuống này nè, macro mà bấm nút on là có chế độ macro, mà off là tắt chế độ macro nha. Rồi cái máy này cái trang chủ của nút menu này, mình ấn nút menu này nó sẽ có những cái thông số chỉnh như thế này. Thứ nhất cái là image quality size là chất lượng hình ảnh, mình bấm nút qua như thế này nó sẽ cho mình những cái thông số. Mình bấm cái số mà ở trên cao là chất lượng hình ảnh cao, mà xuống thấp là chất lượng hình ảnh thấp nha. Đó thì các bạn chọn như thế nào cũng được hết trơn á, mà mình nói là cái số nào số cao, ví dụ 3m mà 2 nè, 2048 là chất lượng cao, mà xuống đây cái số là 1600 là chất lượng thấp hơn. Rồi xuống đây nữa là white balance. White balance là cân bằng trắng trong máy ảnh. Thì nếu mà các bạn nào có am hiểu về white balance thì mình sẽ chỉnh ở trong đây, cũng như chỉnh màu cho ảnh là mình chỉnh ở trong đây. Còn nếu mà các bạn không am hiểu thì các bạn chọn auto, còn white balance thì nó sẽ chỉnh ở đây nha. Các bạn nếu mà muốn tìm hiểu về white balance thì các bạn tìm hiểu thêm, còn nếu mà các bạn không biết các bạn chọn là auto. Xuống đây là bù trừ sáng. Ví dụ như cái tấm hình mình thấy sáng, mình thấy nó chụp nó sáng quá thì mình giảm nó xuống là bấm về hướng trừ, mà muốn tăng ánh sáng lên là bấm về hướng cộng nha. Continuous là chụp liên tục, gồm có single là chụp một tấm, ví dụ mình chụp một tấm xong nó nghỉ. Còn này continuous là chụp liên tục nhiều tấm, còn cái này là chụp liên tục 16 tấm. Thì thực tế là các bạn chỉ chụp mà single hoặc continuous thôi. Best shot là chế độ best shot, mình có thể chọn on hoặc chọn off vẫn được nha. Image sharpening là chất độ nét của ảnh, thì nó có 3 mức: auto, 2 hoặc normal. Lo gì đó thì 2 là cao, mà normal là trung bình, lo là thấp, còn auto là chất lượng là ok, auto theo máy. CF format này là format lại cái thẻ nhớ trong máy. Rồi bình thường thì nó như thế. Thì mình vừa hướng dẫn các bạn các chức năng đây hết rồi, mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp về cái setup trong đây.
Setup trong đây thì khá là đơn giản thôi. Welcome screen là cái màn hình khi mình khởi động. Language là ngôn ngữ thôi. Máy nó sẽ có mấy cái ngôn ngữ này thì mình sẽ chọn sẵn cho các bạn là English để các bạn dễ chỉnh nha. English là tiếng Anh đó. Rồi date and time này là ngày tháng. Còn brightness là độ sáng của màn hình, tức là cái màn hình này là mình muốn chỉnh sáng hơn hoặc tối hơn mình chỉnh ở đây. Volume là cái âm thanh mình nghe tít 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 đó. Còn này tự động tắt máy khi mình không sử dụng, ví dụ mình chọn là 30 giây, 1 phút, 5 phút thì mình chọn 1 phút là được nè. Thì khi mình không sử dụng thì sau 1 phút máy này sẽ tự động tắt. CF format này là format là cái thẻ nhớ. USB là kết nối với máy tính. Khi mình có cái sợi dây USB á thì cái dây USB mình sẽ cắm vào chỗ này nè, mình cắm vào trong đây thì mình sẽ kết nối vào máy tính để mình truyền dữ liệu vào máy tính nha. Video mode thì cái máy này nó có quay phim, thì để mà quay phim được nó sẽ có hai cái lựa chọn là NT với C và BAN. Thì mình thấy ở Việt Nam thì hay chọn NTSC nên các bạn chọn NTSC nha. Này là dùng để quay phim. Rồi reset on là reset lại tất cả cài đặt ban đầu do nhà sản xuất cài đặt sẵn trong máy này. Ok, thì mình vừa hướng dẫn các bạn cơ bản về cái máy này rồi. Thì đây là một chiếc máy thì rất là đơn giản, rất là dễ sử dụng luôn, cũng không khó lắm đâu nha. Thì đây là mình chuyển về chế độ chụp và mình chụp thử một tấm cho các bạn xem đây. Đây là mình chụp chế độ tắt đèn LED, thì mình mở lên tiếp tục có đèn LED nè. Các bạn mà muốn có đèn LED các bạn tắt cái chế độ mà BSS đi nha. Các bạn tắt chế độ BSS đi là nó. Rồi giờ LED nè, đó nó sẽ cho mình chỉnh nè ha. Rồi mình bấm chụp thử cái nè. Rồi ok nha, máy đánh đèn LED ok. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã xem clip nha. Nếu thấy clip này hữu ích thì các bạn nhớ ấn nút đăng ký kênh để ủng hộ Lý View, giúp Lý View có thêm động lực để tiếp tục làm những video clip khác liên quan về máy ảnh cho các bạn nha. Đồng thời mình giới thiệu với các bạn mình tên là Máy ảnh Lý View. Hiện nay mình đang bán khá là nhiều hàng trên trang Facebook là Máy ảnh Lý View và trên trang Instagram là Máy ảnh Lý View luôn. Khi nào có nhu cầu về máy ảnh thì các bạn có thể tìm vào các địa chỉ mình, đường link mình để bên dưới nha các bạn. Bên shop mình là một shop rất là uy tín, mình đã bán hàng ngàn con máy rồi. Mình bán đến nay là khoảng 10 năm mà toàn bán online thôi, thì chưa bao giờ mang tay mang tiếng gì hết. Mình luôn luôn là mang lại những cái sản phẩm là tối ưu nhất cho khách hàng nha. Ok, cảm ơn các bạn đã xem clip nha, ủng hộ, nhớ ủng hộ mình nha. Chào các bạn.